Kênh Bonsai Thơ kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem và ủng hộ những nhà vườn trong thời gian vừa qua ha. Hôm nay đến bãi kiển của Tiến ở Ô Môn nha quý vị. Thì cụ thể chúng ta sẽ gặp chủ của vườn kiển này để giao lưu. Rồi xin mời. Rồi chào Tiến ơi. Dạ chào chú Hoài. Chào cô chú anh chị gần xa trên mọi vườn Tổ Quốc. Chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe nha. Bữa nay Tiến cũng có lên là 30 phô mai sù có mà để bàn cũng có mini quái thú rồi nha cô chú anh chị. Vậy là đủ loại đó. Dạ, đủ loại. Số điện thoại em là 0899002561. Số đó cũng là Zalo luôn nha cô chú anh chị. Cây này cây số 1 ha. Dạ cây mã số 1 đầu tiên ạ. Cây mã số 1 mã số 1 quý cô chú ơi. Dạ dáng thú mà tàn luôn nha cô chú anh chị. Đây. À. Tàn chi nhánh thì đầy đủ, đế thì khá là đế luôn nha cô chú anh chị. Khá đế phải không? Đế dữ lắm. Dạ. Nồi đế lớn luôn nha. À. Mấy cái mặt cắt này là đang chay bị chay đá liền nha cô chú anh chị. Không sao nha. Mấy cái này là nữa nó lít nhánh hết trơn nha cô chú. Ngay chỗ này phải không? Dạ, ngay chỗ này nè. Ngay chỗ này. Cũng có mặt cắt này, mặt cắt nha cô chú. Không sao hết. Dạ, không sao. Nó nuôi lâu năm là nó liền đó nha. Cái này xù gia cốc luôn nha cô chú anh chị. Lên gia cốc mình hết ha. Hết biết luôn cô chú anh chị ơi. Cây này già cây dữ lắm rồi. Xin dòng nó đi, xin dòng nó đi. Dạ. Chậm chậm thôi. Rồi ok, thông số của em này luôn. Dạ. Mình thân em đo qua tại vị trí này là 41-40 nha cô chú anh chị. Rồi ok. Đó. Rồi em đo cái đế sổ xuống ha. Đế chỗ xuống là 35 nha cô chú anh chị. Rồi okay. 36 ha. 35-36 vậy. Rồi em đo tổng hoành đế ha. Đây, khá lớn hoành đế là qua đây là hết thước dây. Hết thước dây luôn. Em đo ra 2 gang nữa là 40 nữa là bầu khoảng 190 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi em đo đường kính bầu qua ha. Đây, đường kính bầu qua là 82 nha cô chú anh chị. Rồi 82 luôn quý cô chú ơi. Dạ, đường kính bầu là 82. Chiều cao đó là 1m3 nha cô chú anh chị. Rồi 1m3. Cao là 1m3. Tán ngang cây này hiện tại là 76 nha cô chú anh chị. 76 bà con ơi. Dạ. Rồi, rồi mã số 1 cây đầu tiên này xin giao lưu với cô chú anh chị là 9 triệu đồng ha. 9 triệu nha quý cô chú. Dạ em bao em bao phí ship 200 km nha cô chú anh chị. Rồi nhẹ nhàng vòng đi đổi. Rồi chuẩn bị đổi mấy anh ơi. Dạ. Đổi luôn. Đổi rồi. Rồi đổi luôn. 3 tặng luôn cô chú. Rồi chờ trong giây lát nha quý cô chú anh chị. Bãi kiển của Minh Tiến ha. Ở Ông Môn. Đây tiếp tục là mã số 2 lùng lực nha cô chú anh chị. Tiếp theo là số 2 luôn. À. Mã số 2 để bàn rất là đẹp nha cô chú anh chị ơi. Để nôm nữa. Mã số 2 bà con ơi. Dạ, đóng tàn đa là rất đẹp nha cô chú anh chị. Bàn quá đẹp luôn. Nữa mấy cái chi này cô chú anh chị về cắt lại sửa lại ha. Ồ, bộ đế nôm khá là đẹp. Mình thân em đâu qua được 22. Rồi, cao luôn anh ơi. Để nôm sổ là được 20. Rồi. Cao là 50. 50. Tới ngang 42. Đo đầy đường kính bầu nha cô chú, trong số đầy đủ luôn. Là được 102 nha cô chú anh chị. Rồi ok. Rồi mã số 2 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000 ha. Em bao ship toàn quốc luôn. 1.400.000 đổi cây. Dạ, luôn. Cây khá là đẹp nha cô chú. Rồi tiếp theo. Đây là mã số 2. Tiếp theo là số 2. Ờ, dáng thú luôn ha. À, số 3, số 3. Tiếp tục là số 3 nha số cô 3 chú. Chứ, xin lỗi. Số 3. Đó. Cái dáng thú rất đẹp ha cô chú anh chị. Lên nha me mình hết trơn ha cô chú. Bởi me hết rồi cô chú anh chị. Rồi. Mình thân em đo là 26. Rồi, cao luôn. Cao là 55. Rồi. Đường kính bầu qua là 44. Ok. Để em đo cái cụm củ đế đặc này cho cô chú xem tham khảo ha. Củ đế đặc chọn nó luôn là 50. Rồi 50 luôn. Rồi mã số 3 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.300.000. Rồi 1.300.000 nha quý cô chú. Dạ, rồi đổi cây luôn. Bao ship toàn quốc luôn.
Tiếp theo. Tiếp theo là mã số 4. Em này là số 4. Đó, già cây lên nha me cho thấy cô chú anh chị. Tàn chi nhánh đâu có luôn nha cô chú anh chị. Số 4 nha quý cô chú. Dạ. Số 4 này rất đẹp của cô chú ơi. Dày ghép dài bo khúc và hương vô là rất đẹp nha cô chú anh chị. Còn thân em đo là 25. Rồi, 25, cao luôn. Cao nôm là được 20. Rồi. Chiều cao là được 63. Đường kính bầu là 30. Rồi, 30 luôn. Rồi, mã số 4 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000 ha. Rồi, ok, đổi luôn. Tiếp theo luôn. Tiếp theo là mã số 5. Tiếp theo là số 5 mấy anh ơi. Dạ, số 5 cũng quái quái nha cô chú anh chị. Ồ, đóng cái tàn đa ha. Cũng đẹp ha cô chú, cũ nở ha. Đế chạy đều luôn. Mã số 5. Rồi, thông số luôn. Quần thăng còn này em đo qua là được 20. 20. Em đo cái cũ đó cái nha cô chú anh chị. Cũ đặt cái đây bự lắm của chú anh chị. Cũ đặt cái đây là được 46. Rồi. Cao là được 77. 77 luôn. Đường kính bầu là 48 nha cô chú anh chị. Rồi tổng mình đế thôi cô chú. Tổng mình đế là được 128. Rồi nhẹ nhẹ anh em ơi, nhẹ nhẹ giọng đi. Mã số 5 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000 ha. 1.700.000 nha bà con, đổi luôn. Bao xếp toàn quốc à. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mã số 6. Số 6 mấy anh ơi. 6 xuồng me ha cô chú anh chị. Lên cho me hết trơn ha cô chú anh chị ơi. Chi nhánh rồi có hết luôn. Đế ba cộng như là kèn ba chân thôi cô chú anh chị. Rồi thông số của em này luôn. Thăng em đo qua là 27. Rồi. Đế sổ là 22. Đường kính bầu là 40. Chiều cao. Cao là 60. Rồi. Rồi mã số 6 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000 ha. Rồi 1.200.000 nha quý cô chú, đổi luôn. Bao phí ship toàn quốc. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là lùng lực nha cô chú anh chị. À, mã số 7. Mã số 7. À, rất đẹp ha cô chú anh chị. Rồi thông số. Thăng em đo qua là 26. Rồi. Cao là 41. Đường kính bầu 40. Rồi luôn. Mã số 7 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 800.000 ạ. À. Em này 800 đổi luôn mấy anh ơi. Tiếp theo đổi luôn. Rồi mã số tiếp theo. Theo là mã số 8. Em này là số dán 8. Dán xuyên xuyên ha. Ờ, đế chạy đều ha cô chú anh chị. Thăng thì lắc lượng. Ờ, chi cũng có nha cô chú anh chị. Đầy đủ chi ha. Vô ha. Dạ. Rồi ok đo luôn. Còn thăng em đo là 26. Rồi. Đế chạy xuống là 21. Đường kính bầu là 38. Cao là 72. Ok. Mã số 8 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.800.000 ạ. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Dạ, 1.800.000 cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 9. Tiếp theo là số 9. Ờ, thăng lùng lực ha cô chú anh chị. Số 9 nha mấy anh. Dạ. Cây cũng già cây chứ cô chú ơi. Cũ nở ha, dáng giống như là cây búp măng ha. Đế thì chạy đều luôn cô chú. Rồi đều luôn. Mình thăng em đo trên đây là 25. Rồi. Từ rễ xuống là 20. Ok. Đường kính bầu qua là 40. Cao xuống là 64. Rồi luôn. Rồi mã số 9 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 ha. Bao ship toàn quốc luôn à. Rồi đổi cây luôn.
Rồi, cây tiếp theo của cô chú ơi. À, mã số 10 nha cô chú anh chị. Đế nôm ha. Đế nôm cao. Dạ. Thân là dán trực cô chú. Rồi, đo luôn. Còn thân em đo qua là 31. Rồi, cao luôn. Cao là 70. Ok. Đường kính bầu là 45. Và tổng mình đế cái này nha cô chú anh chị. Tổng đế là 114. Rồi. Rồi mã số 10 này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000 ha. Rồi 1.700.000 nha bà con. Dạ. Ok, đổi luôn. Tiếp theo luôn. Tiếp theo là mã số 11 của cô chú anh chị. Đó. Chi, trên này ba chi ha. Dạ, ba chi với ba chi nha cô chú. Cây cũng quái quái ha. Đế chạy đều ha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Số hôm đầu qua là 27 đến 26 cô chú anh chị ơi. Rồi, ok. Cao là 75. Đường kính bầu là 43. 43. Rồi, mã 11 này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000. Rồi, 1.400.000 đổi dạ. Luôn. Bao phí ship toàn quốc, số điện thoại là 0899002561 cho cô chú anh chị. Rồi, cây tiếp theo. Mấy cây của em là mặt bông từ 5 tới 7 cánh không nha cô chú anh chị? Ờ, à, cái mặt bông dạ, ha. Mặt bông á là từ 5 tới 7 cánh. 5 tới 7 cánh luôn. Dạ, mai miền Tây mình ha. Tiếp theo là mã số 12 cây này. Là 12 luôn. Dạ, cây dữ lắm nha cô chú anh chị. Ồ. Chắc là già cây. Mấy cái này mặt cắt trang bị chai đá nữa cô chú về đục lại giùm con ha cô chú anh chị. Đây nghe chỗ này phải không? Dạ, nghe chỗ này nữa. Nó bị chai đá chứ cô chú. Đó, già cây lên cho me mình hết trơn ha. Còn thân em đo qua là được 32. Rồi 32. Cao là được 70. Rồi 70 luôn. Đường kính bầu là 39. Rồi. Rồi má 12 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 á. Rồi, 1.500.000. Đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo. Ồ, dán dữ ha. Dán giống dán thú rồi cô chú anh chị. À, tiếp theo là mã số 13. Em này là 13 bà con ơi, 13. Ờ. À. Cây gắt quái ha cô chú anh chị. Này cô chú anh chị mua về ghép vài bo vô chơi ha. Thầy dân thú à. Rồi, cái đường rất đẹp à cô chú. Còn thân em đâu qua đây là 26. Rồi, cảm ơn. Sổ xuống là 21. Cao luôn. Cao là 57. Rồi. Ngang cái hộp sồi là 49. Để em đo dài con thú cũng 40 nha cô chú anh chị. Rồi, 40 luôn. Rồi, má 13 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu đồng á. Rồi, 2 triệu chẵn nha dạ, cô chú, đổi 2 luôn. 2 triệu đồng chẵn à. Đổi cây luôn. Toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 13. Thân dán hả? 14, 14. 14 rồi cô chú anh chị. 14 cây. Dạ, đó. Cây rất quái ha cô chú anh chị. Cây mã số 14. 14. Cây là đế nở ha. Đế cấm thân lắc lắc. Cây là ghép dài bo vô đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, thông số luôn. Còn thang âm đo đây là 26. Rồi. Cao luôn. Cao là 63. Rồi, 63. Đế sổ xuống là 17. Rồi. Đường kính bầu là 39. Rồi, mã 14 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.900.000 ha. Rồi, 1.900.000 nha mấy anh luôn. Ok, đổi luôn. Cây rất đẹp rồi cô chú ơi. Rồi, cây tiếp theo. Tiếp theo. Số 15 nha cô chú anh chị. Oh. Rồi, em này là mã số tiếp dạ, theo 15. Đế chạy đều luôn ha cô chú anh chị ơi. Mã số 15.
À, đế thì chảy đều luôn không cô chú anh chị? Kề nhắc quái à. Mình thăng em đâu qua là 29. Rồi. Chiều cao xuống là 49. Đường kính bầu qua là 45. Nhẹ nhẹ giọng đi, nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Mã 15 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000 ha. 1.700.000. Rồi, dạ. Đổi cây luôn. Ta phí xếp toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số 16. Em này là 16. Ồ, cây quái ha cô chú anh chị. Cây lùng lực và đế nôm cắm cũng đẹp lắm. Cô chú ơi, ghép dài vô vô làm tàng thông luôn ha. Cây nào cũng có đế ha. Cây nào cũng có đế chứ. Thăng đâu qua đây là 21. Rồi, 21 thôi. Cao. Cao là 57. Rồi. Sổ là 19. Tái ngang là 35. Mã 16 này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000 ạ. 1.600.000 nha quý cô chú anh chị. Rất đẹp ha cô chú anh chị. Già cây lắm rồi. Rồi, đổi cây luôn. Tiếp tục là mã số 17 nha cô chú anh chị. Em này là 17 luôn quý cô chú ơi. À, 17 quái cây lắm ha cô chú anh chị. Thăng người tứ diện luôn. Đế quái luôn. Đế quái ha. Dạ, cây này ghép đẹp lắm ha cô chú anh chị. Rồi, thông số của em luôn. Thăng qua đây là 25. Rồi, ok. Cao xuống là 80. Rồi. Đường kính bầu đó qua là 38. Rồi, mã 16 này, 17 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000 ha. Rồi, tiếp tục đổi cây luôn. Rồi, lên luôn. À, tiếp tục là mã số 18 nè cô chú anh chị. Em này là 18 quý cô chú ơi. À, cây gắt là có duyên ha. Mã số 18. Dạ. Đế nở và xù me luôn nha cô chú anh chị. Lên xù me cho. Đúng rồi, quá trời ha. Me lên nguyên cây luôn nha cô chú. Ồ. Đế nở ha, đẹp ha. Ok, đo luôn. Bình thăng đo qua là 23. 23. Cao là 72. Rồi. Đường kính bầu là 37. Rồi, mã 18 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000 ha. Rồi, tiếp tục bà con ơi. Ship toàn quốc rồi, luôn. Rồi, đổi cây bao toàn quốc luôn. Số điện thoại em là 0899002561 cho cô chú anh chị. Rồi, nhắc lại loại mấy cánh đâu em ơi. À, bông của nó, bông miền Tây là từ 5 tới 7 cánh nha cô chú anh chị, bông chùm nha. 5 tới 7 cánh nha. Luôn. Đó, 5 tới 7 cánh mà bông chùm luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây này là 19 nha cô chú anh chị. Em này là 19 luôn. Củ nở ha. 19. Cây này rất đẹp rồi cô chú ơi. Rồi, đo thông số luôn em ơi. Còn thăng đâu qua là 23. Rồi, 23. Cao là 68. Đến sổ xuống là 18. Ok. Đường kính bầu đâu qua là 32. Rồi, mã 19 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000 á. Rồi, ok, tiếp tục đổi cây luôn em ơi. À. Tiếp tục là mã số 20. Em này là 20 luôn. À, lùng lực luôn cô chú anh chị ơi. À, đế nôm luôn ha. Thì ghép 2 bo, 3 bo, cút cô hương cô chú anh chị. Về chơi đẹp lắm ha. Lên xù me luôn nha cô chú. Rất đẹp. Có xù me luôn. Dạ, lên me cho. Dạ, cây dữ lắm rồi cô chú anh chị ơi. Rồi, thông số luôn. Không sai. Mình thăng là 20. Rồi. Cao là 50. Đế sổ là 22. Đường kính bầu qua là 38. Rồi. Rồi, mã 20 này xin giao lưu cô chú anh chị là 1.700.000 ha. Rồi, 1.700.000 luôn mấy anh ơi. À, bao phí ship toàn quốc luôn. Đổi luôn. Trời, nặng lắm. Tiếp tục là mã 21. Rồi, em này là 21. À, giống như thú ha. Chắc quá nha cô chú anh chị.
Đó, nằm bò dài ha. Chi thì đây có gì đầy đủ ha. À, ngổ một cục hơi xù đây ha chú anh chị. Nách rồi nữa ha. Đó. Đế thì khó chê ha. Quá cô chú anh chị. Còn ghế. Thêm vài vòng nữa đi, thêm vài vòng. Này cô chú về cắt chi này ha, giống như là con thú luôn ha cô chú anh chị. Rồi. Thú đang chắp tay lại ha. Đo luôn. Mình thân là 27. Rồi. Cao là 76. Ok. Đường kính bầu qua là 53. Rồi, mã 21 này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 2,5 triệu ha, bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Đổi cây luôn. Tiếp tục mã số 22. 22. 22 này xù với cô chú anh chị. Đó, 22 cây xù nha cô chú. Đó, lên xù hết trơn ha. Đây là nguyên một bạch đây luôn ha cô chú anh chị. Đây, bạch ha. Dạ. Nguyên một bạch xù luôn ha. Đó, xù chảy nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục đo luôn. Còn thang em đo qua là 26 ạ. Rồi. Cao là 60. Ok. Đường kính bầu là 42. Rồi cây mã 22 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,6 triệu thôi. Bao phí ship toàn quốc luôn, nguyên cục xù qua về cắt đây là đẹp lắm nha cô chú. Quá trời ha. Dạ. Rồi, đổi cây luôn. Trên, nhảy xuống luôn ha. Tiếp tục là mã số 23. Tiếp theo là 23 mấy anh ơi. Dạ. 23 luôn. Cây rất đẹp cho cô chú anh chị. Cây lên đằng thông đẹp lắm nha cô chú ơi, già cây dữ lắm luôn. Đó. Cây cũng quái lắm rồi cô chú. Đế khá là đế luôn. Rồi nhẹ dòng đó đi, nhẹ dòng đó. Quá trời quá đất cái cây đẹp. Rồi ok đó luôn. Còn thang em đo qua là 29. Rồi. Cao là 87. Rồi 87. Đường kính bầu qua là 42. Ok. Rồi mã 23 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu đồng ha. Rồi bao 2 triệu toàn quốc luôn. Rồi đổi luôn. Cây rất đẹp cho cô chú, bự lắm nha. Rồi tới những cây khá lớn ha. Trọng tiếp trọng. Tiếp tục là cây số 24. Rồi 24 bà con ơi. 24 là cây lùn lực luôn á cô chú. 24. Cây là khá là đẹp đế luôn nha cô chú anh chị ơi. Đế thân gì cũng đẹp ha. Về ghép vài bo vô chơi nha cô chú. Rồi nhẹ nhẹ đi tiếng rồi. Cây này có cái củ giống như cái bình rất đẹp cho cô chú. Khá lạ ha. Khá lạ. Quỳnh thân em đo qua là 37 ạ. Rồi chỗ này 37. Cao là 86. Ok. Đế sổ xuống là 23. Rồi. Đường kính bầu là 49. Rồi mã 24 này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 3,5 triệu ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn ạ. 3,5 triệu. Ok. Dạ cây này đẹp lắm nha cô chú ơi. Đế thì khỏi nói ha. Rất là đẹp. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo rồi, là mã số 25. Đế khá. Cây này là quá trời quá đất của đế luôn nha cô chú anh chị. Chi nhánh thì đều luôn. Rồi nhẹ nhàng vòng đây. Quá nhiều chi. Quá trời quá đất chi ha. Chi đằng thông luôn cô chú. Dữ lắm nha quý cô chú anh chị. Dạ. Cây giống như xù ha. Lên quá trời lên luôn. Cái này vừa cái đồi đế luôn là rất đẹp cho cô chú anh chị. Lên chơi chơi đằng thông ha. Cái này là Tết có bông luôn nha. Tết bông có bông luôn. Đẹp luôn. Hoành thân là 25. Rồi. Cao xuống là được 1m07. Ok. Để em đo đường kính bầu qua là 53. Rồi luôn. Tổng mình đế cái nhà cô chú anh chị. Giống như gói mì tôm. Giống như gói mì tôm. Tổng mình đế là 131. Rồi. Đặt luôn ha. Rồi mã 25 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là 3,5 triệu ha. Bao rồi ship toàn quốc luôn. Đóng rồi, kiện nha cô chú anh chị. Cây này nếu mà ai chốt là con đóng kiện lại nha. Bao gỗ luôn nha. Để cho tại những cái chi bảo vệ không. Những cái chi bảo vệ lại.
để con quấn á, có khi đi dập mấy cái chi này là gãy nha. Rồi con bao đóng kiện luôn nha cô chú anh chị. Đóng kiện. Rồi đổi cây luôn. Xa lần đóng kiện mà gần thì ship tới nhà luôn nha. Gần chạy xe ra tới nhà luôn. Tiếp theo là cây thú ha. Đó. Quái. Ở đây nó bị lỗi nha cô chú anh chị. Ở đây nó bị lũng xuống hai phân. Rồi con chét keo nó lại đựng cho nước mưa vô nha. Rồi. Đó, con làm cho cô chú anh chị luôn. Đó, quá trời luôn, có đuôi luôn nha cô chú anh chị. Thú là đẹp quá ha cô chú. Nằm nguyên cái giống như cái mâm. Dạ. Mập bài lắm mập. Luôn. Rồi. Rồi thông số luôn. Để em thông số cái thằng cổ đó ha. Cổ đó được 20. Rồi 20. Rồi em đo cái mình nó dưới đây nha cô chú anh chị. Cái mình nó ngang cái bụng nó khó đo quá. Ngang cái bụng nó là được 33 nha cô chú anh chị. Rồi 33. Rồi. Dài thằng thú là được 30. Rồi. Đường kính bầu là 47. Rồi luôn. Cao là 42. Xoay luôn. Rồi để em ghi số nãy số mấy rồi quý? Ngày 26 phải không? Rồi 26 thú này xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu đồng ha. Rồi bao ship toàn quốc luôn. Đổi cây luôn. Thú này là rất đẹp luôn nha cô chú. Đợi đi. Cây tiếp theo. Tiếp theo là nhỏ mà bộ đế khá là đẹp, đẹp ha cô chú anh chị. Ồ. Theo là mã số 27. Rồi em này là 27 bà con ơi. Quá trời quá đất cái đầu đế ha cô chú anh chị. Khỏi chê luôn cái đầu đế ha. Nhỏ mà có vỏ thiệt. Bộ đế thì đế nôm ha. Rồi. Bản thân là 19. 19. Nôm dài xuống là 27. Rồi. Cao là 61. Đường kính bầu là 39. Rồi mã 27 này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu đồng ha. Bao ship toàn quốc luôn. 2 triệu đồng. Rồi đổi cây luôn. Cây đẹp lắm nha cô chú ơi. Khó kiếm mấy cây nhỏ mà để không cô chú. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là lùng lực luôn. Đế là khá luôn. Khá đấy. Rất đẹp rồi cô chú ơi. Lùng lực luôn ha. Quá trời lực cây. Các bạn xù lên me cho cô chú. Chảy me chờ. Mình thân em đâu là 30. Rồi 30 bà con ơi. Xét ở dưới là 4 mấy luôn nha cô chú. Cao là 41. Rồi. Đường kính vào đâu qua là được 43. 43. Rồi mã 27 này con xin giao lưu với hai mấy? Mã 28 chứ. Mã 28. 28 nha cô chú. 28 này xin giao lưu của chú anh chị là 1.600.000 ha. Bao rồi 1.600.000 luôn nha bà con. Ok đổi cây luôn. Tiếp rồi cây tiếp theo. 29. Ồ 29 à, đế nở luôn ha cô chú anh chị. Đế khá luôn nha bà con. Đế rất là đẹp. Ồ. Đế nơm đẹp lắm không cô chú ơi. Rồi đo em này luôn. Còn thân đâu qua là 24. Rồi. Chiều cao là 75. Đường kính bầu là 47. Rồi luôn. Rồi mã 29 này có giá 1.600.000 luôn cô chú ơi. Rồi 1.600.000 luôn mấy anh ơi, đổi rất, cây luôn. Rất đẹp luôn nha. Rồi. Cây cuối cùng đọc lại số điện thoại cái tiếng ơi. Số điện thoại con là 0899002561 cô chú anh chị. Mã số cuối nha cô chú anh chị ơi. Mã số cuối. Số cuối cây nhỏ mà quá chạy nào đấy luôn cô chú. 30. Cây ghép dài bo mai đẹp vô là đẹp lắm nha cô chú anh chị. Hay là để ghim cũng được nha. Đó, nồi đế quá chạy. Quá trời để nôm. Rồi ok. Tổng mà tham đâu qua là cũng 19 nha cô chú anh chị. Rồi 19 luôn mấy anh ơi. Cao xuống là 57. Rồi 57. Đây từ cái đế sổ xuống đây là được 24. Ok. Đường kính bầu là 47. Tổng nồi đế là 114. Rồi mã 30 cuối này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 2.2 triệu á. Bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi mã này mã cuối cùng ha. Dạ 2.2 triệu bao phí ship toàn quốc ạ. Rồi ok. Dạ cuối video con xin kính chúc cô chú anh chị gần xa nhiều sức khỏe.
ủng hộ cho em, rất cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Rồi dạ, giờ tạm biệt, đến gặp lại ha. Dạ chào tạm biệt, gặp lại những tiếp theo. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ kênh á, cũng như nhà vườn chỗ tiếng nha quý vị. Anh em ở miền Tây với những cây mai, cây kiển, cây cảnh, nói chung là giao lưu đã ủng hộ những anh em. Thì chỗ tiếng cũng có nhiều loại ha, bông trang có ha. Rồi lên mấy cái đế này là lên chậu à. Nếu mà có giao lưu luôn không Tiến? Dạ có giao lưu luôn ạ. À, giao lưu luôn nha quý cô chú anh chị. Dáng thế khác nhau ha. Đây, hàng nói chung là cũng khá khá. Rồi hẹn gặp lại quý cô chú anh chị những video tiếp theo ha. Chúc sức khỏe quý cô chú, hạnh phúc bên người thân và gia đình ha. Rồi hẹn gặp lại quý cô chú ơi.